Sao em thấy tình trạng bị gì nó là anh nghe không? Chết cái mai 2. Cái mai 4 nó yếu. Chết mai 2 mai 4 yếu hả? Dạ. Anh cho em hỏi cái là lọc nó sửa vậy là anh thấy sao anh? Hài lòng không anh? Em được ha. Nó khác với cái lúc mà mình chưa sửa là cái tình trạng nó sao anh ha? Nó bị hết bị kêu hụp hết bị nổ chát. Dạ, cái lúc trước là mình chạy ga hơi nhích chút xíu là nó bị hụp liền. Chạy hơn nữa ga là nó chát. Dạ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì tiếp tục mình vẫn còn đang có mặt ở dòng ghiền để xem cái quá trình mà lọc sửa chữa một cái động cơ máy ngoài được gắn trên một cái chiếc vỏ lãi. Thì chiếc này là vỏ lãi mua lúa ha. Thì máy này thì máy gì mình cũng chưa biết nữa. Hồi trước đó thì anh chủ có chia sẻ là cái máy này đời điện, tức là bét bọng đồ điện đốm luôn rất là nhiều. Cái láp này thì 5 mét mấy này. Dài, sao bây giờ thì lọc đang kiểm tra coi là máy gì, tình trạng ra sao để lọc khắc phục cho mọi người xem ha. Máy này máy đầu ở trên xe gớt xuống này, cho nên là điện đốm rồi còn đời nó cũng khá là cao. Cái máy này đời 2014 ha. Đây cho mọi người xem rồi phút cái nồi vẽ luôn rồi. Quá wow, anh đấu cái láp này dài khủng khiếp ha. Thường là đấu mấy cái láp ngoài mà dài này chạy tốc độ lắm các bạn. Tình trạng máy này trước anh bị gì anh? Tình trạng máy này giờ mình bị đang bị cái gì? Nó chạy bình thường mà nó lên ga lớn hụp hụp ha. Nổ không giòn với lên ga lớn hụp hụp các bạn. Để coi ga lọc có khắc phục hết không nha. Đây thì rất là đông mấy anh em chủ ghe cũng đang xem cái quá trình là lọc đang trình diễn. Nó xuống mà. Là tháo chụp bồ à. Máy này máy gì em? Mitsu 4R. Mitsu 4R hả? Mitsu 4R các bạn. Cái bít tông nó nhiêu em? 94. Xài đầu chung với cái dân ma 4T94 luôn. Tua lời nó, cao. Tua nó cao không em? Tua 42. Ồ, tua 42 là gắt rồi. Đúng cái máy của nó ở trên chiếc xe du lịch á. Không ngờ ép. Là nó chạy heo Tết. Con này là heo ti, đời này đời chạy máy phát điện nè. Máy chạy máy phát điện nha. Đúng rồi. Lộc đang coi cái bí kíp các bạn. Cái trên coi trên cái talo á, Lộc tra trên đó rồi biết được cái thông số. Thì cái máy này là Lộc nói là máy Mitsu ha, đời này đời cao, đời 2014. 4R hả? Đúng rồi. Anh đã chế lại là xài bét cơ bét ấy chứ trước là nó. Nó đúng cái của nó là đời nó chạy heo Tết với heo điện á. Tết heo điện. Heo điện cho anh hỏi thêm là heo điện là khi mình tắt bằng điện hay là điện là nó giống như phun xăng điện tử lọc? Giống như phun xăng tử luôn, ở dưới là nó xài nguyên cái dàn bơm. Nhưng mà nếu mà trường hợp là anh em không làm được ở đây thì em sẽ lấy đầu này em chế kích giống như của thằng máy xăng vậy đó. Em lấy kích cho mở dàn bét, bởi vì cấp trước bỏ nguyên cái dàn heo bét uổng biết nhiều đó. Cái dàn điện nghiêm nó bỏ uổng nha. Thiệt tình nó tức. Con máy này giờ nếu mà trên xe đẹp gỡ xuống rồi còn bét điện rồi là đâu dưới 100. Dữ dằn đó ta. Này cái láp anh truyền dài thiệt nhưng mà anh căng. Bỏ cái đời kia vô. Đây bét vô. Đây dưới chìa khóa dưới luôn kìa. Dưới luôn dưới láp, dưới láp.
chết một cái máy giữa các bạn, chết này cái máy máy số 3. Cái máy máy giữa xin lỗi. Chỉnh mấy cái lò xo heo bên trong.
búa nhỏ mà được quá nổi quá trời nè. Cái tay chân nha. Rồi. Cái kết quả là chết hai máy luôn chứ không phải là chết một máy các bạn. Máy là liền. Máy chạy khác liền không? Hai chân ba nữa.
vẫn còn đang chỉnh mấy cái đầu to bên dưới. Đó, máy toàn bộ nổ ngọt hơn nãy rồi đó các bạn. Chưa? Có mấy cái lò xo trong cái con heo đó mà nó anh vừa không mặc xuống nè. Ngặt luôn trong. Dầu lấy quá cao. Bây giờ thì Lộc tiếp tục là tháo kiểm tra cái bếp. Máy gì đâu? Cái xô 4000 rồi. Rồi đây đi. Bóp dính bậy. Nãy anh bóp hay quá. Chiều tổ độ trời, mới khổ một cái mà không dính nè. Trời ơi, tổ độ. Tính giờ hồi đó giờ cưng làm đâu có bị chát đâu mà tổ độ cưng. Nói chứ cũng phải tin như vậy chứ. Có khi nào tổ không độ không Lộc? Có. Lộc thêm đồ điện nữa rồi.
chưa ngọt. Nó hai tí xíu nữa mới được. Nó hai nó hơi bực. Cái vậy vẫn được rồi, mà mình làm phải để cái tâm đi. Rồi quýnh lại cho nó đúng. Có khi nào mà nó ra 5 cục lửa không Lộc? Có. Đợi vài bữa lấy cái Mercedes về 5 cục. Cái đó đang mở làm gì không? Này chỉnh ghe. Lột không cái rồi. Rồi. Bắt đầu thử rồi xong rồi mày dọn dẹp bên nhớt đi rồi bắt bô vô tiếp đi cho mau bắt đầu thử cái nơi xong rồi đó. Rồi bây giờ thì quá trình làm máy là có coi nó ngọt hơn nó không cần nhọt mà sao mình tẩy vô tải chạy thử luôn sao sao bắt mấy ngóc sao em thấy tình trạng bởi vì nó là anh nghe chết cái mai hai cái mai bốn nó yếu chết mai hai mới bốn yếu. Bây giờ thì trong quá trình nãy giờ Lộc cũng đã sửa xong các bạn. Thì để coi rồi hồi chạy vô tải coi nó như thế nào ha. Tại nãy cái tình trạng máy thì cũng như lúc đầu video mình đã nói là khi mà chạy là cái ga nó hộp 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 rất là khó chịu.
nãy nó chạy đâu đồng đâu, mình quýnh lại gốc sao rồi tổ đậu rồi nó im rồi đó. Kệ đi, chạy thử rồi hả rửa. Cái hay là vô cầu vô bến đặng á, người ta giật đặng cho nó có chớn máy đặng nó mới vô bờ nó mới dễ. Chứ nước ngược mà giống như mà vô ở dưới là nó tắt liền. Nước ngược mà gặp gió ăn cái nó thua. Cái mà không có làm lại rồi. Hết vé hả? Hết vé rồi, chút xíu nó làm cho vé ha. Chị Lộc làm cho 4 năm vé đi. Chết. Trước chạy quá mà thấy mẹ. Giờ chạy cà que này đâu vậy? Còn kêu mà ít nhẹ trước là làm nó qué à, sau khi một hồi chỉnh sửa thì cuối cùng cũng đã xong rồi các bạn. Mặt trời cũng xuống núi rồi, giờ sẽ chuẩn bị chạy thử để coi cái kết quả như thế nào. Nó vé nhiều nó mạnh hay là nó vé ít nó mạnh? Vé nhiều mạnh vậy hả? Tại vì cái này nó mà nó chết hết máy rồi nó hơi khó vé. Không có, như thí dụ chục bô mình cho nó kêu nhiều và bô xíu lại hết vô nha. Mạnh hơn cái ít kêu hả? Dạ. Quá xa nhập. Mở dây để anh chạy thử nha các bạn. Này nó chưa có, không có ga tự động. Heo nái ủi nè, nãy nó nói thì cái máy chạy gì heo nái ủi rồi chúng ta ăn sụt nè. Số tự động gì Thank you.
được rồi. Mình chạy nhanh quá mình hút lái xe ra luôn. Quay đầu được rồi ha. Đi được rồi. Quá dữ, anh em đạp cái là lên cục bộ. Sao anh thấy cái máy sao anh? Ok không? Được. Độ phẩm là vậy là nó bị ga, nó hộp liền phải không? Quá dữ dằn cái lực máy này các bạn. Lát anh cần khá là đồng ha. Đạp một cái cho đỏ chụp vô nè.
anh cho em hỏi cái là lọc nó sửa vậy là anh thấy sao anh? Hài lòng không anh? Em được ha. Nó khác với cái lúc mà mình chưa sửa lại cái tình trạng nó sao anh ha? Nó bị hết, bị kêu hụp hết, bị nổ chát. Dạ, cái lúc trước là mình chạy ga hơi nhích chút xíu là nó bị hụp liền. Chạy hơn nửa ga là nó chát. Dạ, giờ giờ lọc nó khắc phục hết anh ha. Thôi đưa con dây để bê. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Đó thì nãy là cũng là cái câu trả lời của cái anh chủ quán là vấn đề là như vậy. Rồi có lẽ video mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.